Phật tử thanh thiên giải ma, như những đóa hoa sen hồng thành kính trên linh đấng thượng phụ trong ngày hướng niệm thiêng liêng này. Chúng tôi hân hạnh được đọc qua quyển Nhân Quả Sáng Tác, cảm thấy rất hân hạnh khi được những lời chỉ dạy của Đức Phật thẳng vô cùng thanh tao. Chúng tôi cảm thấy đây là quyển kinh bao gồm nhiều khía cạnh trên lý nhân sinh, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, để cho chúng ta làm hành ra trên bất thường con nhân học Phật. Xin thành kính nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trong cuộc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, tránh khỏi các điều cho tai hại, cho được thành tựu hạnh phúc, khiến cho tất cả những sự khổ đau quên sợ dễ hoàn tai nạn. Có một chú ngồi xe đẩy các bạn, các bạn thấy không? Tôi chú đó.